đúng ra tôi như Awi, tôi là bên đó tôi phải là họp lại cái cộng đồng người Việt và kiến nghị đưa thỉnh nguyện thư yêu cầu những ca sĩ hải ngoại không được về Việt Nam biểu diễn, các ông đừng có mang chất xám về Việt Nam đó, đúng ra như vậy mới là đúng, đúng không bố Gầm? Ta phải giữ chân rồi, ai lại cho chảy máu chất xám vậy được, đúng không bố Gầm? Công nhận con điều đó không? Ta Ừ, có đề nghị các ca sĩ nghệ sĩ hải ngoại là phải ở lại phục vụ cho cộng đồng. Ủa mấy ông, ai mấy ông chạy về, mấy ông về chạy về đây làm gì? tối quá không? Thôi được chưa, được chưa? Ok thì thằng quỷ Quang Huy này nó lải nhải đọc lý văn xong rồi nó lâu quá trời quá đất thì nó loay qua chuyện hài, chuyện đó thì mệt quá, tôi giờ mày làm chuyện hài chút xíu đi, chuyện mà nói chuyện bên Mỹ chút đi, thì sau đây ta sẽ cho tôi biết là ở đây nó có những cái vui. Cái vui chỗ này là cái gì, là ở Mỹ bán mà thịt cũ 12 tháng rồi để tủ đông ra nó còn lấy ra nó bán cho người ta nữa đủ đó Ủa rồi sao thì sao bên đó nói không có thực phẩm bẩn mà bố kỳ vậy? Bố có thì xuyên tạc không đó? tao à, tao làm có chứng, tao có nói chứng minh đàng hoàng vừa phải vậy. Đây đây là cái, đây là cái đây thấy chưa, đây là cái tin báo nước ngoài chứ không phải nước ngoài, ở Mỹ Quốc ngang Đâu đâu đây đâu đâu đây nè. à Fox News à, Fox News Ờ, à, Fox News đàng hoàng chứ đâu phải đơn giản đâu. à vậy thì không có xuyên tạc, ok chấp nhận duyệt chứ đã Như mất đó công rồi mới vừa. rồi à, đây thịt đây đủ 12 tháng sau nó bóc ra nó bán lại cho người dân nè, đó đó thấy chưa, rõ ràng chưa? Chợ thì Đây cái dân thằng Mỹ này mà đồ đông đó, lạnh ăn 6 tháng còn được nữa thì thôi thêm 6 tháng, tình hình khó khăn thì ráng thêm 6 tháng nữa, 12 tháng có gì đâu. mày thấy cô bé này rất là đẹp, thấy dễ thương, y chang như búp bê, rất là giống như thiên thần Dạ thấy không? Đẹp quá trời là đẹp thấy không? Trời ơi, mà ở khu vực Philadelphia nè, trời ơi, tụi thấy ta nghe cái trời tên ơi, Philadelphia Philadelphia là thua rồi. luôn mà là thua rồi luôn, thấy quá trời là đẹp luôn. Ủa, kinh khủng chút xíu, rồi coi chút xíu phim. Còn cái này Tàn đó đời. mới là, còn cái này coi như là ở bên Trung Quốc á, nhưng mà nó bị mất điện, bây giờ nó cúp điện liên tục. Thì cái bài báo này hình như của luật sư Đỗ Quốc Thiên nó cũng đã post lên rồi, cúp điện tràn lan, cúp tre tua, cúp điện luân phiên, vậy thì cái tình hình kinh tế của Việt Nam như thế nào? Thì có sao đâu, mày cúp điện tao không cúp điện tao vẫn chạy tốt mà bình thường nó vậy thôi, chứ nó cũng ảnh hưởng dây chuyền, tức như là cái tiềm lực về vấn đề coi như là Trung Quốc được mệnh danh là coi như là một nhà máy coi như Công là xưởng. công xưởng của thế giới mà đình trệ thì đương nhiên là bị ảnh hưởng chứ. Thí dụ như iPhone đi, bây giờ đủ Trung Quốc nó vậy thì đủ iPhone cầu Việt Nam cầu tới tháng 11, 12, 13, 14 gì đó mới có, đúng không? Bây giờ Việt Nam chưa, ở Mỹ thì chưa có mà ta đặt hàng rồi, tôi hóa đơn cho mày coi rồi đó, tới một tay tháng 11 bắt đầu mới có rồi. Làm gì ở Mỹ, làm gì là đã ở Mỹ mà không có thì làm sao ở Việt Nam có được, thấy không? Nó được mà thí dụ như bây giờ ở Mỹ mà ở Việt Nam, ở Trung Quốc mà nó bị như vậy thì đủ cầu tháng 1 năm sau chưa chắc thì đã có nữa, bởi vì nó công nhân nó đủ thứ chuyện trên đời, nhà máy là chán chút rồi. Rồi còn cái này mới là vui nè, lính Mỹ tự sát chết á, ồ má nó còn ghê hơn, còn nhiều hơn là cái số lính Mỹ mà bị tử vong vì Chết Covid, chặn hả? À rồi tự là tự do mình tự Covid hả? sát, nó tự bắn vô đầu hoặc là tự gì đó để hái gì đó, ta thấy kinh khủng quá đó. Có nhiều cái tin của nguồn nước Mỹ nè. Rồi à quên nữa, còn cái vụ này tao mới nói cho mày nghe, hiện giờ tao mới được báo cáo tụi đó Việt Nam nó mới đưa qua là ở Việt Nam bây giờ là hầu như ở trên Ba Mươi Thuột, ở Đắk Lắk, Đắk Nông gì đó, tới giờ bây giờ dân ở ngoài á bắt đầu trở lại ha, ngày hôm qua tao tiên nói cho mày rồi, bây giờ bắt đầu trở lại quay lại vào thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi mà cái này mới là khổ tâm nữa nè, rồi mà cái khổ đi vô trời, bây giờ bắt đầu là bầu đàn thê tử lại lũ lượt kéo vô kéo về từ miền Tây thì kéo lên, đồ nó khổ vậy. Mà bây giờ ở đây tao mới coi được một cái gì, thì bây giờ ở ở Cà Mau á, ở Cà Mau thì hiện giờ cái tăng của cái Covid-19 mà do cái người thành phố đem về đó tăng đột ngột và đột biến, và 50.000 người rồi, bây giờ họ đang lo sợ, và các tỉnh thành đó hiện giờ đang cầu cứu Bộ Y tế để trợ giúp máy thở rồi máy oxy rồi các cái đủ thứ, mà thấy cái hậu quả chưa? Tao tiên nói trước rồi mà,
Thế chứ ta tiên đoán rồi mà, khi mà kéo đi lũ lượt vậy là đem theo nghe cái là bọn đó thì nghe cái bọn phản động đó thì kéo rau lũ lượt đi về rồi xong đem mầm bệnh về quê hương, đem về quê cha đất tổ trong quê hương mẹ tổ Đó, thương là đó, khôn nhà dạy chợ, gọi khôn nhà dạy chợ đó. đó là cái hậu quả mà hiện giờ các tỉnh đó hiện giờ đang 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 kêu kêu cứu. Và hiện giờ người ta đang lên tiếng để mà người ta xin ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở trung ương để mà xin chi viện máy thở là oxy là mày thấy rõ ràng chưa, mày thấy rõ ràng cái tác hại chưa, tác hại kinh khủng và mình không thể nào mình lấy tiền mà bù đắp được vào đó trên trời. Rồi xong rồi nhân lực là tất cả những cái lại lại tiếp tục chạy xuống miền Tây rồi khổ lắm ra thiệt mày đó. Trong khi đó ở ở thành phố Hồ Chí Minh những nơi khu như Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Dương, sống Thủ Đức là những khu công nghiệp lớn, những khu công nghiệp đó hiện giờ người ta đang thiếu công nhân trầm trọng và họ đã có những cái chính sách ưu đãi rất ư là bây giờ không biết tính sao, có nghĩa là gì, ở trong một cái xã hội Việt Nam mình bây giờ chỉ có một cái đám dân ngu cu đen độ má bị lừa gạt, bị tụi nó xỏ mũi, tụi nó dắt đi vòng vòng, ta thiệt là khổ ghê. Bây giờ tao không biết nói làm sao nhưng mà tao thấy rõ ràng cái sự mà tao tao với mày phán đoán bây giờ nó chính xác luôn, nó 100% luôn, mà thấy rõ ràng không, không có gì đặc biệt, Không ngoài dự đoán. không ngoài dự đoán, nó rõ ràng như vậy. Nó bị đó ra thật mày ra, tao nói thẳng nhiều khi ai chửi tao chịu chứ thiệt tình tao rất ư lực bực mình và bức xúc đó. À, thì bây giờ tao nói thẳng với mày, hầu như bây giờ ở đất nước mình đó, giống như hôm qua anh Phượng anh nói có nghĩa là đang dần dần hồi phục, bắt đầu mở cửa cho người ta đi tới đi lui, công xưởng mở ra làm và người ta có được quyền, người dân được quyền đi tung tăng rồi, có nghĩa là đi ăn phở rồi, đi ăn các cái đầy đủ được rồi. Đó là cái nỗi mừng vui thì vẫn còn đó, nhưng mà cái nỗi lo nó vẫn còn tiềm tàng, bởi vì bây giờ nó đi, nó không nằm ở trong thành phố nữa, các thành phố lớn nữa, mà nó đi xuống miền quê. Trời ơi, cái điều đó mà là biết là khổ, biết là khổ là bởi vì phải hiểu là cái điều là ở trong cái miền quê thì cái nền y tế cộng đồng nó không có được mạnh, cái y tế huyện, y tế tỉnh thì làm sao bằng thành phố được. Ví dụ như ở ở Cà Mau thì có huyện Cà Mau thì cái phòng khám bệnh hoặc là bệnh viện Cà Mau thì nó cũng không bằng bệnh viện Chợ Rẫy được, nó cũng không bằng bệnh viện Bạch Mai được, cho nên vì cái đó là rất là lo. Rồi thiết bị y tế rồi những cái đủ thứ loại trên đời, đó là một cái gánh nặng mà hầu như là cái địa phương đó phải gánh chịu, phải chia mấy ông mấy bà mà để đỡ yên thành thành phố. Thứ nhất là được test Covid, thứ hai nữa là được chích ngừa, thứ ba nữa là được dẫn vào công sở làm trở lại. Trời mừng quá, nhiều điều lợi quá, không nghe chắc ton ton chắc buồn chắc ái đi, thiệt khổ thiệt. Và bây giờ không biết tính làm sao nhưng mà mình thấy thương nhiều hơn là tội, bởi vì họ đi nhầm lẫn và họ bị nghe lời một cái. Cái rồi bây giờ mình hỏi lại họ bên như vậy là mấy ông bây giờ mấy ông mấy bà tởn chưa, tởn nghe lời bọn nó chưa, khổ vậy rồi, khổ thiệt tình. Nói qua sơ vấn đề coi như là dịch bệnh thì hiện giờ thì thành phố Hồ Chí Minh đã giảm sâu, mình mới nói là dùng cái nhân từ là giảm sâu, và hiện giờ dân chúng ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất là mừng trở lại cuộc sống đời thường, vẫn ca hò nè, karaoke rồi các quán xá mở lại, rồi những người đi buôn bán này kia vẫn tấp nập rồi trở lại bình thường, họ rất là vui. Nhưng mà bây giờ ta thấy về cái tâm lý của người Việt mà trong thành phố này là bây giờ họ sợ những dân nhập cư, họ sợ những cái người từ lây mầm bệnh từ dưới quê đem ngược ra lại, Đúng rồi lại. ý đồ mà tôi thấy rõ ràng nó kỳ không. Bây giờ cái dân mà đi lang thang lần nữa mà đi tôi em muốn về quê, em muốn về Cà Mau, em muốn về Sóc Trăng, đủ quá. Bây giờ cái dân có vui dưới đó đủ coi là sợ thấy mẹ luôn rồi. Rồi bây giờ nếu mà như vậy thì trào ngược lên thành phố Hồ Chí Minh để đi làm mà chưa chích vaccine, chưa chích ngừa mới là ghê chứ. Đủ mà dân thành phố Hồ Chí Minh thôi không dám đâu, đủ quá. Trời ơi là trời, mà thấy rõ ràng đậu bây giờ chính họ đã dồn vào họ một con đường không có lối thoát, đi không được, ở cũng không xong. Mày biết đa số những nghe báo cáo là 50.000 người không tiêm vaccine, không có một mũi nào hết, lọt về Cà Mau, chạy về Cà Mau chạy dài đó, đây 1.000 ca FO đó, trong khi đó người ta đang nghĩ thế điều ta lại đỡ lại đi để chích ngừa xong rồi đi đâu đi, không chịu. Đủ, thấy rõ ràng, thấy ác lạng chưa?
Đó, dân khổ đó, dân đó khổ đó, và chính chính những người dân ở dưới miền quê mới khổ đúng với mấy rồi, người này này cái người địa vẫn phương khổ ở đó. dân miền quê bây giờ mới khổ, với người cái người mà đi tháo chạy từ thành phố về nè mới khổ nè. Người ta yên bình không có gì cả, không có dịch bệnh gì cả, người ta kiểm soát rất tốt, người ta có những dùng gọi là khoảng xanh khoảng sạch, đùng một cái mấy ông nội này về không vô không được, ổng người địa phương mà sao không nói được, từ thành phố mà đeo ông cái về về rồi bắt đầu cả miền quê tan hoang luôn, thấy chưa, thấy cái tác hại ghê chưa Vâng. đó. Và hầu như tất cả những người 50.000 người về Bạc Liêu với lại Sóc Trăng vậy đó không hề chích vaccine nha mày, chưa chích vaccine là bây giờ người ta lại bắt đầu sửa, sắp sửa xây lò thiêu nữa rồi, người ta tiên đoán như vậy nữa, nó có bài báo rồi, tao rất ư là thấy bây giờ không chết ở thành phố mà nó chết như miền quê mới thấy thê thảm. Và ê, tao nói cho mày nghe, bây giờ bàn qua về cái chuyện ca sĩ nữa một chút xíu, tự nhiên tao đây là cái thuyết âm mưu nha, thuyết âm mưu nha chứ không phải là chuyện tao tự nghĩ ra thôi. Thì tao thấy đa số những người mà có tiền có của, mà nhất là những người có tiếng nói trên cộng đồng rất là mạnh mẽ, chẳng hạn gì những cái giống như những cái tên mà con nói, chẳng hạn như là Bằng Kiều rồi Đan Trường rồi những người là, rồi những người nào mà đi qua Mỹ rồi lấy vợ Mỹ, lấy vợ Việt người Mỹ nhập quốc tịch Mỹ là kia, thì cái hơi hướng đó hồi xưa thì trắng như tờ giấy vậy, bắt đầu nó nhuộm vàng từ 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 biết tao nói không. Dạ. Họ có một âm mưu thủ đoạn rất là độc đáo, và hầu như là bây giờ mà ta mới thuyết tôi mới nghĩ ra, họ dùng những người nổi tiếng đó có một cái lượng fan nhất định nào đó và bắt đầu lật ngược thế cờ. Dạ. Đây là một âm mưu chính trị chứ nó không phải đơn giản như mày nghĩ đi. Tao thuyết âm mưu tao nghĩ rồi nha, tao nghĩ vậy. Dạ. Thì sau này mà có chuyện gì mà phản đối chính quyền hay là có gì mà bất tuân dân sự, nói chung là cái người dân mà đây, thì nó làm sẽ bùng thổi lên, chưa chưa tư Dạ. chưa tới cái thời điểm để mà chín mùi để họ làm, nhưng khi tới thời điểm chín mùi là họ sẽ bùng lên. Thì những cái thằng này nè, những cái thằng mà ca sĩ nè, những cái thằng mà có quốc tịch Mỹ à, nó vì nó có một cái lượng fan nhất định, thằng hoài Dạ. linh tới mấy chục triệu người theo đó, mình nhớ kỹ điều đó. Dạ. Và tất cả những người đó, thì lúc đó nó sẽ nổi loạn xã hội và nó sẽ biểu tình vô tổ chức. Đây là nó mới gọi là cách mạng màu đó, đây là Dạ. một cái điểm cách mạng màu, có nghĩa là nó len lỏi vào. Để ta nói là lần nữa khỏi chữ tao nghe, ta nói có những thành phần len lỏi vào cơ quan pháp luật, trong đó có bộ báo chí nè, trong đó có bộ sân khấu nghệ thuật nè, là những làm lũng loạn xã hội, và những người đó có những cái thành phần fan nhất định mà rất là lớn, nó đang mua chuộc từ từ. Điển mạch nhất nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, đã có bài báo của ông nào giật tin là nó phản động rồi đó. Rồi gì ta, gì ta, con Hồng Dân nè, đi qua bên Nhật rượu cũng bài báo là đất nước tôi này kia khái là đã, các nước các bạn rất ưa tuyệt vời, nước tôi không có tự do để kêu người than vãn đó là hai nha. Nhiều nhiều lắm, nhiều lắm, người ta không nhớ, ta không kể được, nhưng mà trong đó nó có là Bằng Kiều nè, Đan Trường nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, Hoài Linh nè, nói chung là tất tần tật dưới người đó đều có quốc tịch nước ngoài, và khi bị có những cái thời điểm chín mùi nó sẽ bùng lên vấn đề coi như là cách mạng màu, có nghĩa là nó dùng những người này, khi người này lên tiếng thì cái fan hâm mộ người này đứng lên. Mày hiểu tao nào, y chang như cái vụ bàn bây giờ nè, Bất tuân dân sự. bất ngờ sẽ bàn nó bùng lên, và nó có những cái sự biểu tình bất biểu, cái là biểu tình vô tổ chức, và nó bùng lên nó sẽ phá hoại xã hội đó, nó phá hoại xã hội đó, và lúc đó nó sẽ bầu bán theo cái ý của tụi đó, nó làm cái đất nước mình nó sẽ bị lật đổ, Rối nó loạn. hẳn là vậy, rối loạn rồi lật đổ luôn, bởi vì lúc đó là không còn kiểm soát được. Bởi vì đu thằng Hoài Linh là thằng đại diện đủ 20 triệu dân luôn mà, thằng Đan Trường là thằng đó đu mới này sao, rồi thằng Hoàng Kiều trời ơi đủ, nó là cả miền Bắc rồi không, rồi xong ba bốn miền đủ thùng bà lằng sân khấu mà có một bay thằng rồi, nó làm cả một cái bộ sậu bộ máy chính quyền Việt Nam mình sụp. Ông già đưa thuyết âm mưu ra nghe ghê quá. Đồ đồ quá, tao nghĩ ra, tao tưởng tượng, Đã tao gọi nghĩ là thuyết ra âm mà. mưu rồi đúng không? Đã Đã gọi là là thuyết thuyết âm âm mưu mà, nó thì mưu. tao là thuyết âm mưu mà. Nhớ kỹ nha, MU mưu nha. Đồ quá. Vô cũng rõ ràng rồi.
đó giờ còn hồi nãy tao rõ đó, tao tao suy nghĩ, tao thấy ghê ghê ghê, tao thấy ghê ghê cái gì đâu, tao ghê. Tao mới xin lên rồi tao nói rồi đó bạn. À coi như là chú cầm nằm mơ đúng không, nằm mơ thấy à, nằm mơ thấy vậy đúng không, nằm mơ thấy vậy đó, đột ghê thiệt luôn á. Thì mình đây mà không có nói, mình không okay, qua đũa, mình không qua đũa cả nắm